Get your fucking hands up. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 285, tiên vực này ta muốn. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, bóng người bên trong cánh cửa tia chớp đã bước đi ra. Sau khi hắn đi ra, cánh cửa tia chớp phía sau lưng hắn chuyển ra tiếng nổ lớn bóng dáng của hắn trong lúc này không ngừng trở nên rõ ràng, cuối cùng lộ ra hình dáng. Một mái tóc đen tung bay, dáng người cao giáo, da trắng nõn, thoạt nhìn lại giống như một thiếu niên. Nhưng trong mắt hắn lộ ra tinh quang, còn có khí tức trên người hắn tản ra đủ để cho thiên địa biến sắc. Khiến cho mọi người xung quanh sau khi nhìn thấy được, trong đầu ầm một tiếng, trong nháy mắt tu vi đều bị áp chế. Cho dù hai thiên nhân này cũng run lên một cái, lập tức hạ xuống mặt đất. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, ở trên người kẻ xuất hiện trước mắt này phát ra uy áp so với đại tôn của bọn họ cũng muốn cường hãn hơn vô số lần thậm chí ngay cả một vị thiên tôn bọn họ từng từ phía xa nhìn thấy qua hình như cũng không mang đến cho bọn họ chấn áp mãnh liệt bằng người trước mắt nhất định là thiên tôn cũng không biết là vị nào hai cái thiên nhân này hít thở ngừng lại lúc này không dám nhiều lời vội vàng ôm quyển cúi đầu bái kiến đại nhân bạch tiểu thuần đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền hít một hơi thật sâu khí tức lâu ngày không gặp khiến cho trí nhớ của hắn giống như trở lại mấy chục năm trước thời điểm vừa rời đi sau hồi lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở bốn phía xung quanh âm thanh mang theo sự trầm thấp chậm rãi mở miệng nói cho ta biết ở đây là tà hoàng triều tiên vực thứ hai đúng không âm thanh của bạch tiểu thuần bình tĩnh nhưng lại khiến cho thiên địa bốn phía xung quanh nơi này chấn động lúc truyền vào trong tai mọi người khiến cho tất cả mọi người nơi đây không quan tâm là tu vi gì tâm thần đều chấn động giống như trong đầu cũng đang chấn động không ngừng vang vọng âm thanh của bạch tiểu thuần hình như giọng nói này muốn dung nhập sâu bên trong linh hồn của bọn họ trở thành dấu vết của vĩnh hằng thậm chí có không ít người thân thể đều trực tiếp run rẩy hình như sắp không chịu nổi cho dù là hai tu sĩ thiên nhân này sắc mặt cũng tái nhợt thân thể lắc lư muốn ngã đây không phải là bạch tiểu thuần tận lực làm thật ra tu vi của hắn bây giờ rất cao niệm lực thiên tôn hậu kỳ khiến cho trình độ đạo chủng trong cơ thể hắn đã gần nở hoa. Đối với tu sĩ tiên vực của vĩnh hằng này mà nói, giọng nói của hắn lại giống như nói sao làm vậy, khiến người ta chấn động từ tận đáy lòng. Sau khi nhận thấy được sự khác thường của mọi người, Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dần ép sóng dao động của bản thân xuống đến mức thấp nhất. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn khiến cho mọi người ở xung quanh giống như bị một tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Hồi bẩm. Hồi bẩm đại nhân, ở đây, ở đây thật sự là tiên vực thứ hai, gần tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều. Lúc này hai thiên nhân cũng từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần trước đó, nghe được một ít manh mối, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bọn họ chỉ có thể run rẩy vội vàng trả lời. Nghe được tu sĩ thiên nhân đáp lại, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía nam. Phương hướng vị trí kia, chính là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều, cũng chính là bắc bộ căn cứ địa cư quỷ vương Đại Thiên Sư trước đây chiếm cứ. Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Sau khi quạt tàn cùng một nửa kia dung hợp trở thành hoàn chỉnh, quả nhiên ở trên phương diện truyền tống này đã không giống với trước đây, không cần phải truyền tống cố định, như vậy rất bị hạn chế, dễ dàng bị Tà Hoàng để mắt tới. Hiện tại có thể truyền tống đến điểm cố định ngẫu nhiên trên thế giới, mặc dù vẫn không cách nào khống chế quá mức cụ thể về phương hướng vị trí, nhưng ở dưới điều chỉnh rất nhỏ, truyền tống chỉ định đến một chỗ trong năm chỗ tiên vực vẫn có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc nếu như không có hạn chế, năng lực này có thể trở thành phương pháp bảo vệ tính mạng ta thường xuyên sử dụng. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu. Sau khi cây quạt hoàn chỉnh, ở trên phương diện hạn chế ra vào, so với trước lại không có chênh lệch nhiều, không biến hóa quá lớn. Hiện tại trở về, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bất luận là lý thúc bọn họ, hay cứ quỷ vương đại thiên sư về, về, cũng không biết hiện tại thế nào. Tất cả những điều này phải tìm được công tôn huyền nhi mới có khả năng biết được. Nhưng bất kể như thế nào, muốn đi đứng vững bước chân muốn đi tìm kiếm bọn họ ta đều cần một trận chiến đấu cất một tiếng khiến người ta kinh ngạc bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về kế hoạch của chính mình trong mắt lộ ra sự kiên định hắn thật sự cần phải chấn động tiên vực của vĩnh hằng giống như long trời lở đất vậy hắn cần phải thông qua một cuộc chiến tranh đi nói cho toàn bộ tiên vực của vĩnh hằng biết mình đã trở về hắn còn phải thông qua lần chiến đấu này khiến cho tất cả mọi người của tiên vực vĩnh hằng này biết mình có tư cách từ nay về sau phân ba thiên hạ nghĩ tới đây thần thức của bạch tiểu thuần ầm ầm tản ra sau khi tản ra thần thức của hắn đảo qua thiên địa bao trùm khu vực vô tận sau khi hắn hỏi hai thiên nhân xem chỗ thủ phủ tiên vực thứ hai này ở nơi nào hắn hoàn toàn không có một chút do dự thân thể thoáng một cái trực tiếp hóa thành một luồng xét đánh gần như không nhìn thấy dâng lên âm thanh phá không ngập trời đột nhiên lao đi xa tốc độ của bạch tiểu thuần quá nhanh lúc này chỉ bay ra ở tại chỗ liền dâng lên một hồi gió bão khiến mọi người ở bốn phía xung quanh không ngừng lui về phía sau tim hai tu sĩ thiên nhân này đều đập rộn lên trong đầu chấn động cho đến khi hắn đi hồi lâu bọn họ mới khôi phục lại sự hít thở bọn họ đưa mắt nhìn nhau một chút đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt của đối phương hắn là có chút quen mắt ta hình như thấy qua bức họa của hắn ở nơi nào tu vi thiên tôn hắn là người mấy chục năm trước chém giết tuyệt địa thiên tôn bắt giữ nguyên yêu tử thiên tôn hành hạ đại hoàng tử đến chết cứng rắn chống lại một trưởng tà hoàng thông thiên vương bạch tiểu thuần sau khi suy nghĩ một hồi trong đầu hai thiên nhân này lại giống như có thiên lôi vang vọng bọn họ nhớ tới thân phận của bạch tiểu thuần lúc này tâm thần bọn họ càng chấn động mãnh liệt không quan tâm bọn họ làm sao thời khắc này bạch tiểu thuần ở dưới tốc độ cực hạn này toàn thân vượt qua na di ở trên bầu trời này không ngừng thoáng hiện tốc độ của hắn cực nhanh, không có cách nào hình dung. Rõ ràng hắn cách thủ phủ của tiên vực thứ hai này còn có chút phạm vi, nhưng ở dưới loại tốc độ này, tất cả khoảng cách hình như ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là sự khác nhau giữa một bước cùng mấy bước chân mà thôi. Cũng không lâu lắm, thủ phủ tiên vực thứ hai cần thiên tôn bình thường bay ra mấy ngày mới có thể đến, lại xuất hiện ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Thủ phủ tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều, thình lình là một thành đá khổng lồ lơ lửng ở trên trời. Bốn phía xung quanh có vô số khổng lồ đá vụn, bên trong mỗi một khối đá đều xây dựng không ít kiến trúc. Ở trong thành trì này, có số lượng lớn tu sĩ của tà Hoàng Triều đang ra ra vào vào, lui tới, khiến cho hiện tại đang buổi trưa, nơi đây vẫn một mảnh náo nhiệt. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần đến, tất cả hoàn toàn không có phát hiện. Cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đứng ở trên bầu trời thành đá khổng lồ này, nhưng hắn giống như không tồn tại ở trong mắt mọi người, không người nào có thể ý thức được hắn tới gần. Cho dù là lúc này ngồi khoanh chân ở trong đại điện của thành đá lớn, Phệ Linh Thượng Nhân đứng thứ ba bên trong Tà Hoàng Triều trên phương diện chiến lực gần với Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị bà lão bị phân thân chủ tể chém giết kia tính cách Phệ Linh Thượng Nhân rất cẩn thận cho dù sau khi bà lão này sống lại chiến lực không bằng trước kia Phệ Linh Thượng Nhân hắn hiện tại đã trở thành cường giả đệ nhị bên trong Tà Hoàng Triều Thiên Tôn nhưng tính cách của hắn vẫn không có thay đổi bất luận là trong một trận đánh với phân thân chủ tể giả bị thương hay trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần lùi bước đều là nguyên tắc xử sự, sự của hắn cho nên sau khi trải qua biến cố ở tà hoàng thành mấy chục năm trước hắn bị tà hoàng thoáng trừng phạt an bài vào đây trấn thủ nơi đây đối với cái gọi là trừng phạt này trong lòng vệ linh thượng nhân nguyện ý tiếp nhận thậm chí hắn không cảm thấy đây là trừng phạt ở tiên vực thứ hai này mấy chục năm hắn từng rất thoải mái lại nói tiếp cũng nhờ có bạch tiểu thuần này nếu không trấn thủ nơi đây luôn luôn đều là nguyên yêu tử cũng không thể an bài ta qua vệ linh thượng nhân mở mắt ra cảm thán một tiếng phần lớn những người khác có thể đều quên bạch tiểu thuần nhưng hắn không có quên năm đó lửa nhiều màu bạo phát khiến cho hắn đến nay vẫn khắc sâu vào ký ức lúc này chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên lại dâng lên sự xúc động hắn luôn cảm thấy trong lòng hình như có chút bất an dường như có chuyện gì sẽ phát sinh thậm chí thần thức của hắn đều tản ra nhưng không có phát hiện ra nửa điểm khác thường vì vậy hắn đứng lên đang muốn đi ra ngoài xem nhưng vào lúc này bỗng nhiên một lực thần thức trước đó hắn không có cách nào phát giác bỗng nhiên từ trên trời cao bạo phát ra trong nháy mắt lại bao trùm toàn bộ thành đá lớn khiến cho tất cả tu sĩ bên trong toàn bộ thành trì toàn bộ tâm thần chấn động mỗi một người hít thở ngưng trệ đồng thời bên tai bọn họ còn có bên tai vệ linh thượng nhân vang vọng một tiếng trong âm thanh bình tĩnh mang theo sự uy nghiêm vệ linh đã lâu không gặp giọng nói này ở trong tai mọi người tại thành đá lớn giống như tiếng động tràn ngập thiên uy trong lòng nhưng ở trong tâm thần vệ linh thượng nhân lại trực tiếp bạo phát thiên lôi thần thức này khí tức này giọng nói này vệ linh thượng nhân bỗng nhiên trợn tròn mắt trong đầu hắn chấn động vào giờ phút này thần thức của hắn cuối cùng cũng thấy được bóng người toàn thân mặc áo bào trắng lúc này đứng ở trên bầu trời của thành đá lớn tóc đen tung bay bạch bạch tiểu thuần vệ linh thượng nhân kinh ngạc la lên thất thanh gần như trong chớp mắt khi giọng hắn truyền ra Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc, trực tiếp cách không nhấn một cái về phía chỗ đại điện của vệ linh thượng nhân. Thiên địa nổ lớn, thế giới chấn động. Vệ linh thượng nhân phát ra một tiếng gào thét, thân thể chợt lao ra. Gần như ở trong chớp mắt khi hắn lao ra, chỗ đại điện của hắn cuối cùng lại giống như bị xóa đi, ở trong tiếng nổ lớn trực tiếp nổ tung, hoàn toàn nát bấy. Mặc dù vệ linh thượng nhân chạy ra, chỉ là lướt qua một chút, toàn thân hắn lại điên cuồng run rẩy, máu tươi từ miệng phun ra trong mắt hắn mang theo sự hoảng sợ cùng không có cách nào tin tưởng, còn có không thể tưởng tượng nổi. Loại mức độ cường hãn này, ở trong cảm nhận của hắn vượt qua quảng mục thiên tôn, hình như quá gần với tà hoàng. Đột phá, ngươi đột phá. Ra đầu vệ linh thượng nhân cũng muốn nổ tung. Lúc này, hắn hoàn toàn không có một chút ý nghĩ chiến đấu nào, thân thể thoáng một cái tính bỏ chạy. Thần sắc bạch tiểu thuần từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Năm đó, hắn cần phải thận trọng ứng phó với vệ linh thượng nhân này. Giờ khắc này ở trong cảm quan của Bạch Tiểu Thuần, không nói yếu đuối vô cùng, nhưng cũng không mạnh mẽ chỗ nào. Tay phải hắn trực tiếp giơ lên, tùy ý nhấn một cái. Trong miệng hắn nói là làm ngay, truyền ra hai chữ. Chấn áp. Theo lời Bạch Tiểu Thuần nói truyền ra, toàn bộ thiên địa này hình như trong nháy mắt đã ảm đạm đi một chút. Trời cao cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái bàn tay, giống như trời sập, lao thẳng đến chỗ vệ linh thượng nhân. Bàn tay càng hạ xuống, đồng thời, mặt đất xung quanh nơi này đều cuồn cuộn. cuộn ngay cả hư vô trong thiên địa cũng vậy lặng lẽ không một tiếng động cuối cùng lại ngưng tụ khiến cho tốc độ của vệ linh thượng nhân giảm mạnh còn phong ấn bốn phía xung quanh hắn sau khi vệ linh thượng nhân nhìn thấy một cảnh tượng như vậy cùng cảm nhận được biến hóa thiên địa xung quanh trong mắt cũng muốn rơi xuống trong mắt hắn lộ ra sự kinh hãi mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi thất thanh kêu lên ngươi 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 đột phá đến thái cổ hắn không có cách nào không chấn động theo hắn thấy đã không phải là phương pháp của thiên tôn điều này cần chấn động toàn thế giới dẫn động lực bản nguyên của thế giới mới có thể làm được cho dù là quảng mục thiên tôn cũng không có cách nào làm được điều này mặt bạch tiểu thuần không đổi sắc giơ tay phải lên đột nhiên buông ra trong tiếng nổ lớn trời cao sụp xuống vệ linh thượng nhân phát ra một tiếng rít gào tuyệt vọng hai tay bấm quyết toàn lực chống lại bất luận là đòn sát thủ hay thần thông thuật pháp vào giờ phút này đều toàn diện bạo phát khiến cho bốn phía xung quanh hắn tràn ngập sương mù màu đen hình thành vô số sát ảnh nhưng trước mặt bàn tay to hóa thành ở trên trời cao căn bản giống như muối bỏ biển trong tiếng nổ lớn bàn tay này chợp bóp một cái giống như trời cao bao phủ vệ linh thượng nhân tất cả sát hồn đều tan vỡ cho dù là bản thân vệ linh thượng nhân thân thể cũng chấn động mãnh liệt máu tươi không ngừng phun ra hắn trực tiếp bị bàn tay to kia bắt lại hung hăng nắm chặt giống như trấn áp lúc này tiếng sấm còn đang vang vọng dư âm khuếch tán ra nhưng vệ linh thượng nhân đã bị bạch tiểu thuần trực tiếp bắt lấy sau khi bạch tiểu thuần vung tay áo một cái vệ linh thượng nhân trong sự tuyệt vọng bị bạch tiểu thuần thu vào bên trong túi chữ vật từ khi bạch tiểu thuần ra tay cho đến khi chấn áp vệ linh thượng nhân tất cả những điều này diễn ra quá nhanh mặc dù chưa tính là hoàn thành trong nháy mắt nhưng cũng không có vượt quá 10 lần hít thở nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trời cao biến ảo trở nên ảm đạm gió rừng mây rừng trong thiên địa vang lên tiếng nổ lớn chấn động hình thành gợn sóng khuếch tán ra tám phương khiến cho tất cả mọi người ở bên trong thành đá lớn đều hoảng hốt sợ hãi nghẹn họng nhìn chân chối rất nhanh lại có tiếng xôn xao từ bên trong thành trì trực tiếp bạo phát ra hình như lao mãi tới lúc này bọn họ mới phản ứng được chuyện lúc trước trời ạ à, hắn là bạch tiểu thuần thông thiên vương bạch tiểu thuần hắn đã trở về một đòn trấn áp vệ linh thiên tôn điều này sao có thể như vậy được trong những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người bạch tiểu thuần đứng trên bầu trời giơ tay phải lên bấm quyết chỉ một cái vào khu phế tích trong đại điện thành đá lớn nhất thời đại điện này tan vỡ sau đó hình thành bụi bặm đột nhiên bay lên cuối cùng lại ngưng tụ lại với nhau hình thành một tòa tháp đá lớn từng tầng tăng lên cao đứng vững dường như không có điểm cuối cuối cùng nó dừng lại ở dưới chân một người giống như bạch tiểu thuần đứng sừng sững trong thành đá lớn trên mặt đất thiên hạ duy nhất của mình hắn thân thể bạch tiểu thuần hơi lắc lư ngồi xuống khoanh chân ở trên tháp cao ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất chậm rãi mở miệng các ngươi muốn chạy muốn ở tất nhiên muốn làm gì cũng được cái tiên vực này ta bạch tiểu thuần muốn câu nói sau cùng bạch tiểu thuần lấy tu vi chấn động đạo chủng hình thành gợn sóng niệm lực nào đó ầm 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 không ngừng khuất tán về bốn phía xung quanh giống như thiên lôi xẹt qua ở lòng của tất cả mọi người ở dưới khuất tán này không chỉ là thành đá lớn còn có thành trì khác ở bốn phía xung quanh thậm chí tất cả tu sĩ của tà hoàng triều bên trong nửa tiên vực tất cả đều nghe được đều kinh sợ lại khiếp hãi các loại tâm tình không thể nói rõ tên tà hoàng nếu ngươi không phục có thể tới chiến đây là câu nói sau cùng bạch tiểu thuần nói ra những lời này phối hợp niệm lực đạo trùng của hắn so với trước kia càng muốn kinh người hơn truyền khắp tám phương bạch tiểu thuần tin tưởng bên trong tiên vực thứ hai này tất nhiên có người sẽ truyền lại lời của mình đến chỗ của tà hoàng hắn dự định cũng chính là ở chỗ này chờ tà hoàng đến về phần nguyên yêu tử cùng vệ linh thượng nhân lại là lợi thế của hắn mà thôi lúc này toàn bộ tiên vực thứ hai một phần khu vực lớn đều chấn động theo thời gian trôi qua theo tin tức khuếch tán dần dần tất cả tiên vực thứ hai đều bị ảnh hưởng đến xảy ra chuyện lớn trời ạ à, đây là xâm nhập đây là xâm nhập đáng chết thông thiên vương này quá mức cuồng vọng hắn sẽ không sợ tà hoàng hạ xuống trực tiếp chấn áp chém giết hắn nhất định là kế hoạch của bên phía thánh hoàng triều Chẳng lẽ hai đại hoàng triều thật sự muốn khai chiến? Ở trong chấn động bàn luận hỗn loạn, không có bao nhiêu người rời khỏi tiên vực thứ hai. Đối với tu sĩ tiên vực thứ hai mà nói, bọn họ không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này. Bọn họ có lòng tin mãnh liệt đối với Tà Hoàng. Mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiểu Thuần một lần nữa trở về, đã truyền ra ở tiên vực thứ hai này, truyền vào đến trong Tà Hoàng thành cùng với Thánh Hoàng triều. Tất cả những người nghe được chuyện này, trong lòng đều bị chấn động cho dù là tà hoàng cũng khẽ nhíu mày phán đoán của hắn không giống với những người khác hắn biết bạch tiểu thuần đã là chủ nhân của cây quạt chúa tể truyền thừa còn có hơn 10 năm lắng đọng này nếu không đủ nắm chắc đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm nghĩ đến chắc là có một ít đòn sát thủ như vậy trước tiên phải tiêu hao một chút mới được tà hoàng nheo cặp mắt lại hư lệnh một tiếng trực tiếp tản ra thần niệm liên lạc với quảng ngục thiên tôn cùng vị bà lão đã được hắn cho sống lại một lần nữa Quảng Mục, Nhậm Linh. Hai người ngươi đi bắt Bạch Tiểu Thuần này về cho trẫm. Mặc dù hiểu rõ của Quảng Mục cùng bà Lão Nhậm Linh đối với Bạch Tiểu Thuần không nhiều bằng tà hoàng. Nhưng lại hiểu rõ lấy tính cách bình thường của người này. Nếu trốn, nếu không nhất định nắm chắc, sau khi trở về hắn sẽ không phách lối như vậy. Lớn lối như thế, bọn họ cũng ý thức được. Bạch Tiểu Thuần nhất định có một vài đòn sát thủ, đồng thời càng hiểu rõ dụng ý pháp chỉ của tà hoàng. Chỉ là bọn họ không có cách nào từ chối thân là thiên tôn của tà hoàng triều ở loại chuyện lớn giống như xâm lấn này bọn họ có trách nhiệm đi thay thế tà hoàng giải quyết vấn đề sớm thử con át chủ bài cho nên sau khi trầm mặc bất luận là quảng mục thiên tôn hay bà lão nhậm linh thoáng một cái đều bay ra thông qua trận pháp của tà hoàng thành trực tiếp truyền tống đến tiên vực thứ hai lao thẳng đến thành đá lớn mà sau lưng bọn họ tà hoàng đã ở trong hoàng cung một bước đi ra biến mất không thấy bóng dáng hắn âm thầm theo sau đồng thời đến tiên vực thứ hai. Toàn bộ tà hoàng triều tiên vực thứ hai, mặc dù thủ phủ bị bạch tiểu thuần chiếm, vệ linh thượng nhân bị bắt giữ, giọng nói của hắn còn truyền khắp tám phương. Loại chuyện này cũng khuất tán ra, nhưng hoảng loạn đưa tới không phải quá lớn. Thật ra người của tà hoàng triều người, có mười phần lòng tin cùng nắm chắc đối với tà hoàng. Lúc này thậm chí cũng có không ít tu sĩ, sử dụng các loại biện pháp, từ những khu vực khác chạy về phía thành đá lớn, muốn ở nơi đó tận mắt nhìn xem. Tà Hoàng chấn áp thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần này như thế nào? Cùng lúc đó, không ít tu sĩ thế giới thông thiên ẩn thân ở bên trong tiên vực thứ hai này của Tà Hoàng Triều, lúc nghe chuyện này đều xuất ruột. Cũng có không ít người cắn răng từ trong chỗ ẩn nấp đi ra, đều chạy về phía thành đá lớn. Lại như vậy, khi hai người quảng mục thiên tôn cùng nhậm linh thiên tôn, hạ xuống thành đá lớn. Ở bên ngoài thành đá lớn này, dĩ nhiên có hơn 10 vạn tu sĩ đã tập trung từ lâu, bốn phía xung quanh đông nghìn nghìn tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến chấn áp tiếp theo mà những người này chỉ là người ngoài thành càng không cần phải nói tới ở bên trong thành đá lớn này có nhiều tu sĩ ánh mắt sáng lấp lánh trông chừng bạch tiểu thuần ngồi khoanh chân ở trên tháp cao đối với đến những người này hắn lại không có lưu ý lời hắn đã nói ra trước đó nếu những người này không tin lại không muốn đi vậy cứ ở chỗ này chứng kiến một chút cũng tốt càng nhiều người một trận chiến này của ta lại càng có thể chấn động toàn bộ tiên vực của vĩnh hằng bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ hắn đã ở trên bảo quạt ẩn nhẫn nhiều năm trước đây trong lòng hắn nhịn một hơi trên thực tế cũng không tiêu tan theo đại hoàng tử tử vong hiện tại chính là lúc phát tiết ra nỗi giận năm đó còn có người của thế giới thông thiên đã bắt đầu lao về phía tiên vực của vĩnh hằng gần như ở trong chớp mắt khi quảng mục thiên tôn cùng nhậm linh thiên tôn đến bạch tiểu thuần đã lập tức phát hiện ra Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía hai người từ xa đang nhanh chóng lao đến, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Tà hoàng này quả nhiên cẩn thận, rõ ràng tu vi thái cổ, lại vẫn phái ra thiên tôn tới thử thăm dò con át chủ bài của ta sao? Đáng tiếc, hiện tại đã không có bất kỳ thiên tôn nào có thể có tư cách thử dò xét con át của bài của ta. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần hiện lên nụ cười lạnh. Đồng thời, hơi thở của Quảng Mục Thiên Tôn trở nên gấp gáp. Hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này ngồi ở trên tháp cao, rất không thích hợp, nhưng pháp chỉ của Tà hoàng khó vi phạm, hắn cũng có thể nghĩ đến, lúc này Tà hoàng tất nhiên quan tâm tới nơi đây, cho nên hắn điều chỉnh hơi thở, cho dù cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì, trực tiếp gầm khẽ một tiếng, tu vi toàn thân hắn bạo phát, trực tiếp dâng lên một mảnh gió bão ngập trời, hóa thành một cái bàn tay, chụp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn, bà lão Nhậm Linh sẽ không có nhiều lo lắng như vậy. Trong thiên tôn của Tà Hoàng Triều, bão bà này là một người duy nhất không có cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới Tà Hoàng thành cho đến khi tức xui bọt mép bạo phát, nàng đều đang trong quá trình sống lại và khôi phục. Lúc này mặc dù chiến lực bị suy yếu một ít, nhưng vẫn cương quyết, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt. Dường như toàn thân lão bà hóa thành một con chim ưng màu đen hung dữ, ở trong một tiếng gào thét giống như tia chớp, trực tiếp lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai đại thiên tôn xông đến, khí thế kinh động tám phương khiến cho phong vân biến sắc trời cao sương mù cuồn cuộn mặt đất còn có gió bão khuếch tán loại khí thế này lại trực tiếp dẫn động niệm của mấy trăm vạn người phía dưới hình thành một sóng dao động kinh người từ phía xa nhìn lại bầu trời giống như cũng bị xé rách tốc độ quảng mục thiên tôn hình thành khí tức hình như có thể thay thế được bầu trời chấn áp tất cả ma nhậm linh thiên tôn mặc dù yếu hơn một ít nhưng trên người nàng tản ra sát khí vượt qua rất xa so với quảng mục Hiển nhiên nếu bàn về sự giết chóc cùng hung tàn, nhậm linh thiên tôn này ở bên trong tà hoàng triều cũng là số một. Lúc này hai người liên thủ, lập tức liền khiến cho được khí thế giữa bọn họ càng cuồng bạo hơn. Hình như tất cả ngăn cản ở trước mặt của bọn họ đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn tan vỡ. Bên trong thành đá lớn, nhất thời lại có tiếng hoan hô truyền ra. Những tu sĩ của tà hoàng triều, mỗi một người vô cùng phấn chấn. Lúc này âm thanh càng khuếch tán ra tám phương. Hai đại thiên tôn ra tay, Thông thiên vương này, chết chắc rồi. Hà hà, chính là thiên tôn của một thế giới thông thiên, căn bản cũng không xứng để tà hoàng ra tay chúng ta. Hai vị thiên tôn đã là xem trọng hắn. Chỉ là một mình quảng mục thiên tôn, cũng đủ khiến cho bạch tiểu thuần này chạy trối chết. Không chỉ có người bên trong thành cho là như vậy, còn có tu sĩ tà hoàng triều từ ngoài thành chạy tới, vào giờ phút này cũng gần như đều phấn chấn. Đối với bọn họ mà nói, bạch tiểu thuần bất kể mạnh tới mức nào, đều là người ngoài trừ khi hắn đạt đến thái cổ, dựa vào chiến lực nghiền ép tất cả, khiến người ta không dám không tuân theo. Nếu không, căn bản không có cách nào chấn động được sự cao ngạo của tu sĩ tà hoàng triều. Bạch Tiểu Thuần, cho ngươi kiêu ngạo. Lần này ngươi nhất định phải chết. Các loại âm thanh như thế, theo tiếng cười truyền ra, ở mặt đất này lần truyền về phía trước. Chỉ có những tu sĩ thế giới thông thiên ẩn mình ở trong đám đông hỗn loạn, lúc này trong lòng vô cùng nóng này, nhưng lại không có biện pháp nào bọn họ chỉ có thể mang theo sự kinh sợ lo lắng thậm chí bi thương trơ mắt nhìn quảng mục cùng nhậm linh đang từ từ tới gần bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần tự nhiên cũng nghe được những âm thanh đến từ trên mặt đất này nhưng hắn hoàn toàn không có chút lưu ý nào chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười càng lạnh hơn giống như bọn họ cho rằng bạch tiểu thuần là người ngoài ở trong mắt bạch tiểu thuần bọn họ cũng là người ngoài đã như vậy ta lại ở trên chuyện khiến các ngươi tự cho là kiêu ngạo nhất khiến cho các ngươi phát sinh tuyệt vọng cặp mắt bạch tiểu thuần nheo lại. Đối mặt với hai đại thiên tôn lao đến, hắn thậm chí cũng không có đứng lên. Hắn chỉ giơ tay phải lên, tản ra một tia khí tức chúa tể yếu ớt, sau đó ngưng tụ bên trong tay phải, trực tiếp một quyền hạ xuống. Một quyền này, không phải bất diệt chủ tể quyền hoàn chỉnh, nhưng cũng có mấy thành quyền ý cùng bá đạo của chúa tể. Lúc này một quyền vừa đánh ra, nhất thời thiên địa nổ lớn. Hư không ở phía trước người bạch tiểu thuần lại không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp sạt lở sập xuống theo hư không sụp xuống tiếng nổ càng vượt qua thiên lôi khiến cho tiếng hoan hô của mấy trăm vạn người trên mặt đất lại trực tiếp bị cắt ngang